Thưa quý vị, có khoảng 7 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày hôm qua. Căn cứ theo số liệu nghiên cứu của WHO công bố cách đây 2 năm, mức độ ô nhiễm tại một số thành phố lớn trên thế giới không hề giảm, ngược lại còn gia tăng đến mức báo động, ước tính mỗi năm có khoảng 7 triệu người chết vì ô nhiễm. Đây là vấn đề sức khỏe mang tính toàn cầu, đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nâng cao nhận thức, tăng cường các biện pháp kiểm tra chất lượng không khí, như vậy mới có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân. Theo báo cáo về mức độ ô nhiễm của WHO, năm 2014 có khoảng 1.600 thành phố bị ô nhiễm, nhưng nay con số này đã lên đến 3.000 thành phố. Trong đó, quốc gia ô nhiễm nặng nhất vẫn là Ấn Độ và Trung Quốc.